chào quý khán giả của SBTN. Chúng tôi là Tạ Cự Hải từ thủ đô Hoa Thành Đố và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần. Thị trường chứng khoán thứ 6 năm tháng 7 2013 với Dow Jones 15.135.84, Nasdaq 3.479.38 và S&P 500 1.631.89. Giá vàng là 1.219.60 một ounce, dầu thô 103.23 một barrel và đồng euro tương đương với $1.2830 của Hoa Kỳ. Lãi suất mortgage theo Freddie Mac căn cứ vào ngày 3 tháng 7 2013, 30 năm cố định là 4.29% và 15 năm cố định là 3.39%. Tình trạng thất nghiệp trong tuần lễ kết thúc 29 tháng 6 2013 có 343.000 người nộp đơn xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, giảm 5.000 so với 348.000 của tuần lễ trước, theo phúc trình của Văn phòng Thống kê Bộ Lao động hôm thứ Tư, mùng 3 tháng 7, 2013. Phúc trình hôm nay thứ Sáu, năm tháng 7, 2013 của Bộ Lao động cho thấy kinh tế Mỹ đã cung cấp 195.000 việc làm trong tháng 6, nhiều hơn dự đoán của các chuyên gia kinh tế. Phúc trình cũng còn cho biết có 2.933.000 người hưởng quyền lợi thất nghiệp từ 2 tuần lễ trở lên trong tuần lễ kết thúc 22 tháng 6, 2013. Ngoài ra, tỷ số thất nghiệp của Mỹ hiện nay vẫn là 7.6%. Tình hình kinh tế và tài chính Mỹ. Tháng 6 có nhiều dao động mạnh vì lời tuyên bố mới đây của ông Ben Bernanke, Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang hôm thứ Tư 19 tháng 6, rằng nếu kinh tế tiếp tục cải thiện, ông sẽ cho cắt giảm dần số tiền kích thích kinh tế 85 tỷ Mỹ Kim mỗi tháng trong năm nay và chấm dứt toàn bộ chương trình vào giữa 2014. Tuy nhiên, tuần lễ đầu tháng 7 với phúc trình tốt về việc làm, giới đầu tư đã không còn quan tâm đến quỹ dự trữ liên bang mà ngược lại đã chú ý đến viễn ảnh cải thiện của sự phát triển kinh tế. Tuần này Dow Jones và S&P 500 đã tăng hơn 1.5% trong khi Nasdaq tăng hơn 2%. Vàng tiếp tục mất giá và xuống mức $1.219.60 một ounce căn cứ vào thứ Sáu mùng 5 tháng 7 2013, thấp nhất trong vòng 2 năm rưỡi và đồng đô la tiếp tục đi lên. 1 euro tương đương với $1.2830 của Hoa Kỳ. Đặc biệt do ảnh hưởng của tình hình chính trị bất ổn tại Ai Cập, giá dầu thô lên mức $103.23 một barrel, cao nhất trong hơn một năm và hy vọng chỉ là tạm thời. Giá xăng xuống mức $3.48 một gallon theo công ty 3 chữ A ngày 2 tháng 7, 2013, thấp nhất kể từ tháng 2. Có 8 tiểu bang Hoa Kỳ tăng thuế xăng tuần này, có hiệu lực từ 1 tháng 7 2013. Cao nhất là tiểu bang Wyoming tăng thuế xăng thêm 10 xu một gallon. Tiếp theo là Connecticut, California, Maryland, Kentucky, Nebraska, Georgia và North Carolina. Số lượng đặt hàng chế tạo Hoa Kỳ tăng 2.1% trong tháng 5, cao hơn dự đoán và là chỉ dấu của sự cải thiện trong ngành chế tạo hiện nay. Thị trường địa ốc đang tiếp tục cải thiện. Thị trường nhà mới phấn khởi trong tháng 5, với số lượng nhà bán và giá nhà đều đi lên là một dấu hiệu tích cực của sự phục hồi kinh tế. Phúc trình tuần này của Hội Địa ốc Quốc gia cho biết là giá nhà trung bình tăng 8% lên 208.000 so với tháng trước và tăng 15% so với năm trước. Tháng 5 đánh dấu 15 tháng liên tiếp giá nhà đi lên, đây là lần đầu xảy ra kể từ tháng 5 2006. Tuần này lãi suất giảm 4.29% cho 30 năm cố định và 3.39% cho 15 năm cố định sau khi đã liên tục đi lên trong 7 tuần qua. Chúng ta có thể nói rằng lãi suất thấp kỷ lục trước đây dưới 3.31% cho 30 năm cố định sẽ không hy vọng thấy trở lại. Từ đây sẽ đi lên. Do vậy, giá nhà mặc dù vẫn tiếp tục đi lên nhưng có thể sẽ chậm hơn sự kỳ vọng. Tất cả dữ kiện có được hôm nay cho thấy kinh tế Mỹ vẫn đang trên đà phục hồi và tiếp tục mặc dù còn chậm chạp. Tình hình kinh tế và tài chính thế giới. Kể từ khi có đại nạn tsunami và một số nhà máy nguyên tử cung cấp điện tại Fukushima bị hư hại, Nhật Bản đã nỗ lực đầu tư vào các nguồn năng lượng khác, đặc biệt là năng lượng mặt trời để trở thành quốc gia sản xuất lớn thứ nhì thế giới sau Trung Quốc. Tuần này có dấu hiệu cho thấy kinh tế Nhật đang bắt đầu cải thiện. Trong nỗ lực kiểm soát giá nhà đang lên vùng vụt và nợ tín dụng lớn quá nhanh, Trung Quốc có thể bị hậu quả ngược về tín dụng và khiến sự phát triển kinh tế trở nên chậm chạp.
ngành chế tạo của Trung Quốc lại đang bị chậm chạp và gây ảnh hưởng tiêu cực cho kinh tế nước này, được tiên đoán với GDP ở mức 7.5% cho năm 2013. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa cáo buộc công ty Sinovac chế tạo động cơ từ năng lượng gió của Trung Quốc đã vi phạm thỏa ước mậu dịch với Hoa Kỳ và quốc tế. Ông Mario Draghi, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Âu Châu hôm qua cho biết đang áp dụng chính sách ôn hòa tiếp tục giữ lãi suất ở mức thấp hiện nay nhằm bảo vệ kinh tế Âu Châu hiện đang gặp khó khăn. Tình hình chính trị bất ổn tại Ai Cập hiện nay đã đe dọa đến sự lưu thông của tàu chở dầu qua kênh đào Suez và sự ổn định của các nước sản xuất dầu lân cận tại Trung Đông và Bắc Phi. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần xin tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm tạ quý vị.